Cơ sở lân giống Hoàng Lan kính chào quý khách. Trước khi giao giống cho khách, Lan quay khách xem kiểm tra chất lượng con giống nha khách. 2.000 em giao cho khách ở Long Thành, Đồng Nai. Size này 200 em 1 ký lớn rồi nha khách. Hai thùng, một thùng đi Long Thành, Đồng Nai. Còn một thùng đi Phú Yên. Size này 200 em 1 ký. Lươn vàng đều đẹp nha khách. Size này về cho ăn cám viên 100%, cũng mau lớn nha khách. Cảm ơn khách hàng gần xa đã ủng hộ lươn giống Hoàng Lan. Hiện tại là có một số tỉnh là có xe đi được rồi, cho nên là khách có một số tỉnh là xe đi được, chỗ nào xe đi được thì Lan sẽ gửi cho khách. Hiện tại là gửi Phú Yên. Cảm ơn quý khách hàng gần xa đã ủng hộ lươn giống Hoàng Lan trong thời gian qua. Rất mong nhận được sự ủng hộ của quý khách trong thời gian tới. Xin chào và xin hẹn gặp lại. Chúc quý khách thành công và nhiều sức khỏe.